Đánh giá kết quả sau khi căng da mặt nano collagen. Đây là sau khi mà bác sĩ làm được 1/2 mặt nè, đó có thể quay cận như một xíu ha. Đây nè, cả nhà thấy là phần bên đây nè, đó nó đã được kéo lên. Nhưng mà như bác sĩ đã có tư vấn với chị á, là chúng ta kéo một cái độ vừa phải thôi. Đó, nhưng mà chúng ta sử dụng nó được lâu dài ha. Đó, rất là đẹp. Có đau gì nhiều không? Bây giờ thì không có đau. Trong lúc làm lúc làm thì cũng hơi ê chút. Chắc chích thuốc tê thì nó hơi ê xíu ha. Đó, nhưng mà thực ra là căng da mặt bằng chỉ nên là nó không có đau gì hết nha cả nhà. Nó rất là tiện. Và đặc biệt là ở đây có phục vụ âm nhạc luôn nha cả nhà. Nãy giờ chị nghe nhạc gì? Nhạc gì cũng được. Nhạc gì cũng được hả? Rồi. Nghe được rồi. Rồi, chị xem gương coi. Chị đánh giá sao? Chị thấy khác nhiều. Đầu thấy cũng sợ lắm, mà bây giờ bình tĩnh này không sợ nữa. Đâu có đau gì đâu mà sợ hả?